Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sparum. Hôm nay sẽ là bài viết Hãy biết trân trọng viên kim cương của chính mình. Bài viết được viết và đăng tải trên website sparum.com và tác giả anastore.vn. Và chúng ta hãy cùng đến với nội dung của bài viết ngày hôm nay nhé. Có một câu chuyện như thế này. Một người 34 tên là Ali, sống ở một nơi gần bờ sông Ấn. Ông ta sở hữu rất nhiều vườn phong lan, ruộng vườn chu phú và những cây cảnh tươi tốt. Ông ta thực sự là một người giàu có. Một hôm, một vị tăng lữ truyền giáo đạo Phật đến gặp vị phú nông. Ông ngồi cạnh Ali bên bếp lò, kể cho Ali nghe viên kim cương hình thành như thế nào. Kể xong, vị tăng lữ nói: "Nếu một người có trong tay nhiều đá quý, anh ta có thể mua được lãnh thổ của cả quốc gia. Và nếu anh ta có cả mỏ đá quý, anh ta có thể dùng tài sản này để đưa con cái anh ta lên vị trí đế vương." Tối hôm đó, trước khi tất cả đi ngủ, Ali bỗng trở thành một người nghèo khó. Không phải vì ông ta mất đi tất cả, mà ông ta bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn. Ông ta nghĩ mình phải có được một mỏ kim cương. Ông ta trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Ngày hôm sau, ông ta đến hỏi vị tăng lữ liệu ông ta có thể tìm được mỏ kim cương ở đâu. Vị tăng lữ nói, chỉ cần anh tìm được một ngọn núi ở giữa có một con sông chảy qua, mà con sông này có thượng nguồn từ miền cát trắng, nơi anh có thể tìm thấy kim cương ở đó. Ali nghe xong liền bán tất cả ruộng vườn của mình, thu hồi lợi tức. Ông nhờ người hàng xóm trông giúp ngôi nhà và lên đường đi tìm kim cương. Mọi người đều nghĩ phương hướng ông ta tìm kiếm là hết sức đúng đắn. Ông ta bắt đầu tìm những vùng đất đầy ánh trăng, sau đó đi qua lãnh thổ của Pakistan, lưu lạc tới châu Âu xa xôi, cho đến lúc tiêu hết tiền, quần áo rách rưới và bẩn thỉu. Ở trạm dừng chân cuối cùng trên hành trình của mình, ông dừng lại bên dòng sông Barcelona của Tây Ban Nha, đưa đến sự mê hoặc về món tài sản khổng lồ vị tăng lữ kia nhắc đến, rồi nắm mình xuống dòng sông. Mấy chục năm sau, một ngày kia, khi người thừa kế của Ali tới nước cho trang trại của nhà mình, đã tình cờ phát hiện trong khe nước cát trắng ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh ta thò tay xuống và mò được viên đá màu đen phát ra những sắc màu tuyệt đẹp. Anh ta liền cất viên đá này vào trong, đặt trên chiếc giá gần lò sưởi và tiếp tục công việc. Sau đó anh ta quên luôn đi câu chuyện về viên đá. Vài ngày sau, vị tăng lữ người đã từng kể cho Ali nghe chuyện kim cương hình thành như thế nào lại đến gặp người thừa kế của Ali và nhận thấy viên đá đặt trên giá. Ông ta liền lấy nó xuống và kêu lên kinh ngạc: "Hãy nhìn viên đá này, hãy nhìn xem, Ali đã trở về rồi sao?" "Không, ông ấy vẫn chưa quay về, viên đá này tôi tìm được ở khu vườn sau nhà," người chủ mới trả lời. "Chỉ nhìn thoáng qua thôi tôi đã biết đây là kim cương," vị tăng lữ nói. Sau đó, họ tiếp tục tìm ở đáy sông cát trắng, phát hiện ra rất nhiều kim cương. Đây chính là câu chuyện tại sao mỏ kim cương Golconda ở Ấn Độ được tìm thấy. Golconda là mỏ kim cương lớn nhất trong lịch sử loài người. Giá trị của nó vượt xa mỏ Kimberley ở Nam Phi. Viên kim cương Cohinoor của Vương quốc Anh hay viên kim cương lớn nhất thế giới của Ngà Hoàng cũng được lấy từ mỏ kim cương này. Đây là chuyện kim cương ngay sau vườn nhà bạn, do một nhà diễn giả nổi tiếng người Mỹ biên soạn ra để kể về lịch sử phát triển của mỏ kim cương Golconda, mỏ kim cương lớn nhất thế giới. Trong 50 năm, ông đã đi khắp nước Mỹ và các châu lục lớn, đi qua các thành phố lớn nhỏ của Mỹ để diễn thuyết lại bài thuyết trình kim cương ngay sau vườn nhà bạn 6.000 lần. Bài khích giảng này đã khích lệ hai thế hệ người Mỹ làm việc chăm chỉ, đúng với cương vị của mình, không bỏ phí những gì mình đang có. Năm 1888, ông tiếp tục dùng số tiền mình nhận được từ bài diễn thuyết này là 4 triệu USD, tương ứng với 14,5 triệu USD hiện nay, để thành lập nên trường đại học Temple danh tiếng. Hơn một thế kỷ sau của hôm nay, chúng ta đã được nghe kể lại câu chuyện phát hiện được mỏ kim cương Golconda. Sau đó bỏ đi màu sắc thần bí của câu chuyện, có lẽ chúng ta vẫn được thức tỉnh và lay động bởi ngụ ý sâu xa của câu chuyện. Bạn có khi nào hy vọng khu vườn của người khác là của mình, trong khi khu vườn nhà mình thì chẳng bao giờ cắt tỉa? Bạn có bao giờ nhìn kỹ mỗi dấu chân in trên cát của mình, có lúc nào bạn để ý đến công việc của bản thân mình trước mắt? Bạn có nghĩ chăm chỉ làm việc cũng có thể đem lại cho bạn nhiều cơ hội và sự giàu có không? Hay lúc nào cũng chỉ thấy ngưỡng mộ công việc của bạn bè? Nếu một người không bao giờ thấy được cơ hội trong cuộc sống và công việc của mình, mà chỉ luôn nghĩ rằng mình có thể được làm tốt hơn nếu ở nơi khác, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng. Một học giả thành công và nổi tiếng đã từng khuyến cáo điều đó với tầng lớp thanh niên trẻ. Một thanh niên có sẵn trong mình thói kiêu ngạo, cộng thêm học lực tương đối tốt và có bản lĩnh hơn người, chắc chắn thói kiêu ngạo đó cũng tăng cao. Họ có một lý tưởng rất cao về công việc, hoặc không cao thì cũng phải là thấp. Những người thanh niên mang tư tưởng này thường cảm thấy bất mãn với công việc. Nếu bị sếp trách mắng một vài câu, họ sẵn sàng phất tay áo bỏ đi. Rất nhiều thanh niên không ý thức được một cách rõ ràng, công việc đầu tiên nhỏ bé của mình chính là một mỏ kim cương quý giá.
Chỉ cần biết khai thác tốt, toàn tâm toàn ý làm việc, bạn sẽ thấy được viên kim cương cho bản thân mình, bao gồm cả sự tăng lên về tiền lương và chức vụ. Ngược lại, những người luôn bị dao động về tâm lý luôn nghĩ, làm cái việc này thì có gì đáng hy vọng mà nói, hay là làm việc này thì làm gì mà có được ngày rạng danh. Những người hay nản lòng với công việc cũng không thể làm tốt công việc của mình. Họ tin rằng trên đời này có rất nhiều cơ hội kiếm tiền hoặc là giúp họ thành công. Họ cứ chờ đợi một thời điểm khác, một nơi khác hay một ngành nghề khác, nhưng nhất định không phải lúc này. Không phải công việc mà họ đang có đây, họ cứ mãi mải mê về suy nghĩ sau này có thể nâng cao bản thân thế nào mà không hề biết trân trọng cơ hội ngay trước mắt. Họ cũng giống như nhân vật Ali trong câu chuyện, chỉ biết coi nhẹ công việc và bản thân và đánh mất đi tất cả những thứ đáng lẽ ra là thuộc về mình. Cũng có một số người, họ có năng lực nhất định nhưng lại không sử dụng năng lực đó vào công việc của mình mà dành thời gian quý báu của tuổi trẻ bình luận với những người đã tìm thấy kim cương. Thấy những người khác gặt hái được thành công, họ lại nói, như thế thì có gì đáng kể nếu có được cơ hội của anh ta, có khi tôi còn thành công hơn anh ta ấy chứ. Điều đáng buồn là, những người đó chỉ ngồi và nghĩ nếu như, mà không biết mình đang lãng phí tuổi trẻ, mai một lòng nhiệt tình và năng lực làm việc. Đợi đến lúc đó họ nghĩ tới khu vườn đang hoang vu của nhà mình thì cỏ đã mọc tùm rồi, còn muốn làm lại từ đầu cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng liệu thời gian có chờ đợi họ hay không, hay là họ sẽ sớm bị sa thải, tìm sao thấy viên kim cương của chính mình. Dù bạn làm bất kỳ việc gì cũng nên bình tâm suy xét, làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái được thành công. Một người bỏ thời gian công sức ở đâu thì sẽ tìm thấy thành tích ở nó, chỉ cần chúng ta làm việc chăm chỉ. Bạn hãy nhìn lại dấu chân của mình trên cát, kỳ thực mỗi công việc đều là một mỏ kim cương quý giá. Khi những thanh niên nhìn về tương lai trước mắt, hãy ý thức được những gì mình đang có. Ít nhất, trước khi quyết định tìm một công việc khác, hãy chuyên tâm vào công việc cụ thể hiện tại, cho dù bạn nghĩ đó chỉ là công việc vụn vặt. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like, share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyro, còn mình là Pink Dot. See ya!